nhà trai. À, chào anh trai. Rồi, ngồi đi em. Mời nhà gái. Chào em. Bây giờ nhà trai, nhà gái đã có mặt rồi á. Bây giờ mình giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe luôn nha. Mời em trai. Dạ, chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Ngọc Lan. Chào bạn. Em là Phạm Thanh Trung, năm 1984, đang làm bác sĩ phẫu thuật của Bệnh viện Nhân dân 115. Em là nhà ở đâu Trung? Dạ, nhà em ở quận Gò Vấp. Từ đó giờ sinh ra lớn lên Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Mời nhà gái. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan, em xin chào anh Quyền Linh và em chào anh Trung. Em chào quý vị khán giả đang ở trường quay cũng như là mọi người đang xem đài. Em là Thanh Nga, năm nay em 26 tuổi và hiện là đang là giáo viên mầm non. Và em là đến từ Trà Vinh ạ. Nhưng mà hiện tại thì sinh sống và làm việc ở Sài Gòn thì cũng được gần 8 năm rồi. Ở quận mấy vậy Nga? Dạ hiện em đang ở Bình Thạnh ạ. Nga ở đây với ai? Dạ em ở với bạn. Trung ơi, bây giờ hãy cho Nga biết Trung có ưu điểm, khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là có chí cầu tiến, luôn muốn hoàn thiện bản thân hơn. Và cái nữa là em rất là tôn trọng sự thật. Em thích sự thật, em rất là trung thực. Khuyết điểm là có thể là em mà người nó không được lãng mạn lắm, chung là hơi ít nói. Phẫu thuật ở Bệnh viện 115 khoa nào á? Dạ em làm bên khoa ngoại tổng quát. Dạ em mổ về bụng. Mời nhà gái. Nhà gái nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình nè. Ưu điểm của em nghĩ là em hoạt bát, em rất là hoạt ngôn và dễ kết bạn với tất cả mọi người. Em cũng biết lắng nghe. Khuyết điểm của em thì em nghĩ là mọi người nhìn thấy em như vậy thì có nghĩa là em chắc là mềm mỏng bánh bèo lắm, nhưng mà không, thực sự là nhiều lúc em rất là mạnh mẽ, rất là nam tính luôn, tới độ mà mấy anh nam còn ngại về cái độ mạnh mẽ của em. Nói từ giáo viên mầm non mà mạnh mẽ nam tính quá. Tại vì lúc mà em đi học sinh viên á, nhiều khi mấy bạn còn làm tưởng em là con trai nữa. Nhiều khi mấy bạn còn làm tưởng em là con trai nữa. Là em đỡ hơn, là em dưỡng tóc dài rồi em mặc đầm mang guốc rồi đó. Ngày xưa là mình tóc ngắn. Dạ đúng rồi. Để tôi qua tôi coi. Rất là tomboy, giao diện không hề mạnh mẽ. Dạ, trời ơi, giao diện đâu có mạnh mẽ gì đâu. Dễ thương mà. Em bao nhiêu mối tình rồi cưng? Em hả thì cũng mới có 2 mối tình thôi chị. Là con trai hay con gái? Là con trai hay con gái? Không, con trai nha. Đúng rồi đó. Sao chia tay em? Mối tình đầu thì là thoáng qua của tuổi sinh viên rồi, bỏ qua đi. Sau nữa thì chắc là ở một cái giai đoạn nào đó cảm thấy là không có thể đi với nhau được nữa. Mấy năm? Dạ gần 2 năm. Đôi khi mạnh mẽ quá người ta yếu đuối quá người ta chia tay đó em. Phụ nữ mà mạnh mẽ quá khó có một mối quan hệ lâu bền lắm. Để qua thăm bác sĩ cái. Bên kia người ta có 2 mối tình nhưng mà nó cũng không có gì sâu sắc lắm đâu. Dạ chào chị. Còn mình thì sao anh? Em là có con gái. Con gái em 19 tháng rồi. 19 tháng ở với ai? Dạ ở với má. Hai vợ chồng lấy nhau lâu chưa? Cũng được 4 năm. Là chúng ta nhận ra trong cuộc tình đó chúng ta bị khiếm khuyết điều gì? Dạ. Để cho ta rút kinh nghiệm, để chúng ta bù đắp cho cái con đường tương lai của mình sau này thôi. Động lại em nghĩ chắc là em thiếu cái lãng mạn. Thiếu lãng mạn? Dạ. Đó. Nhưng cũng nên khắc phục chút đi. Lâu lâu cũng tỏ ra lãng mạn chút xíu. Dạ. Anh nghĩ rằng phụ nữ mà ai cũng thích lãng mạn đâu. Ai cũng thích mình được yêu chiều. Mình khô khan quá cũng không được đâu. Mình hãy hỏi nhau về cái hình mẫu tương lai của mình như thế nào. Mong muốn mình có một người bạn gái như thế nào đi. Cái người phụ nữ mà em mong đợi á, thì cô ấy là có tấm lòng, sự tốt bụng, với lại bao dung, biết chăm lo gia đình. Cô ấy có thể là mạnh mẽ, có thể cùng em mà vượt qua những cái khó khăn. Không chỉ lúc em thành công và quan trọng nhất là lúc em thất bại. Em thấy sao cô giáo? Em thấy profile là bác sĩ là giỏi lắm rồi đó. Còn về cái việc mà chuyện của anh đã qua thì em có ngại gì không? Em cũng không muốn nhắc lại. Nhưng mà hiện tại thì anh đang có một bé và bé đang ở với mẹ đúng không? Đúng rồi. Dạ thì cái đó nó cũng không có vấn đề gì với em hết. Bản thân em là giáo viên mầm non thì em cực kỳ thích lắm. Về cái tính cách mà không lãng mạn lắm trong tình yêu đó. Em nghĩ là
con người ai cũng cần có một cái chút lãng mạn. Nó làm cho cuộc sống của mình nó hay, nó thi vị hơn, nó màu sắc hơn, chứ không phải lúc nào cũng khô khan như vậy, nó nhàm chán. Ông làm thì mình chủ động, mình nói ông làm được không? Dạ cái đó thì em được, em luôn hăng hái trong các cuộc chơi. Em luôn hăng hái trong các cuộc chơi. À, đó đó đó. Đúng rồi, thí dụ như buổi nào đó mà em đi làm về mà thí dụ ông nói anh ơi bữa nay trời mưa to quá anh, em với anh thích tắm mưa. Tắm mưa, chạy xe với mưa đi vòng thành phố Hồ Chí Minh, em có ngại không Trung? Dĩ nhiên thì em nghĩ là sức khỏe là quan trọng, có những cái thời điểm mà mình đi chơi nó vẫn vui hơn. Nhưng mà thì giờ khổ thích mưa, buổi trời mưa, khổ đi thì sao? Dạ hồi đây em bảo mưa em qua rước. Dạ hồi đây em bảo mưa em qua rước. Nhưng mà anh yên tâm đi, cái này là ví dụ của anh Quyền Linh thôi, chứ em mưa em cũng lười đi lắm. À mình thí dụ thôi. Cổ nói giờ em thích ăn xôi quá, giờ anh chở em đi mua xôi ăn cho nó hơi lãng mạn chút. Dạ thì thôi để em qua em nấu luôn cho anh. Dạ thì thôi để em qua em nấu luôn cho anh. Trời à, ơi. Anh biết nấu ăn hả anh? Cũng đó. Được. Như vậy là có thay đổi, vấn đề là ai chủ động để đề xuất cái thay đổi đó thôi. Anh nghĩ là Trung làm được. Bây giờ mình hỏi người thân đi, anh Trung đi với ai? Hôm nay em đi với ba má gì lại chị em. Trước xin chào MC Quyền Linh tài ba, MC Ngọc Lan rất là xinh đẹp. Cảm ơn. Xin chào kiếp chương trình đã thực hiện ngày hôm nay, tất cả các cán bộ công viên kiếp chương trình cũng như ban tổ chức. Thì về nhận xét thì theo trao đổi thì nãy giờ thì họ ở nhà bên cháu Nga bên đây, cháu rất là duyên dáng, xinh đẹp, dễ thương, hoạt bát. Thứ hai nữa là có một cái rất là thân thiện. Qua trao đổi này thì tôi nghĩ là hai cháu thì cũng có những cái mặt phù hợp với nhau, tức là người này để có thể là bù đắp, như người kia bù đắp lại thì tôi nghĩ là rất là hoàn hảo. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Nga đi với ai? Thiệt ra thì hôm nay em đi một mình cùng ba em. Ba mẹ em đang ở đâu? Dạ ba mẹ em thì ở nhà ở quê. Bây giờ thôi mình mở rào. Đúng rồi. Cho hai bên gặp mặt đó nha. Dạ. Mở rào. Bắt đầu đi Trung. Dạ. Dạ cảm ơn anh nhiều. Anh có thích một người phụ nữ mà mối quan hệ bạn bè của em hơi nhiều, vì em dễ kết bạn, em cũng ham đi chơi, thích đi du lịch, thì anh có thể đồng hành với em cho các cuộc du lịch đó không? Mà anh có thể nhín một khoảng thời gian nào đó để đi du lịch với người yêu không? Em muốn những cái hoạt động xã hội, giao tiếp bạn bè này kia, thì dĩ nhiên mỗi người đều có cái mối quan hệ của mình và cái niềm yêu thích của mình. Em làm những gì em thích nhưng nó đừng có ảnh hưởng ai thì anh ủng hộ. Còn cái chuyện mà anh có tham gia với em hay không thì anh sẽ cố gắng anh sắp xếp. Dĩ nhiên cái cuộc chơi này kia của em anh thấy nó phù hợp, anh có thể đi được thì anh đồng ý. Không còn, còn riêng em nói còn riêng về cái cuộc du lịch mà chỉ có hai người thôi á. Hai người hả? Nhá. Yeah. Thì sắp xếp được thì mình đi. Em thích hoạt động về thể thao á, không biết là anh có thích về những cái vận động như là tập thể dục, gym, bơi lội như thế nào? Anh có đánh cầu lông. À, em cũng biết chơi cầu lông. Rồi anh có nghĩ là người ta nói là tình cũ không rủ cũng tới không? Khi mà mình thương một người. Dạ. Yeah. Đối với quan điểm của anh nha, khi mình thương một người thì mình sẽ cố gắng mình làm cái gì tốt nhất cho người đó. Còn cái chuyện mà em nói như vậy á thì khi em có lòng tin và anh biết anh nên làm cái gì tốt nhất. Bây giờ Trung với lại Nga đứng lên nào. Mời. Đó. Đây là thời gian để chúng ta trao nhau cảm xúc, mình cảm nhận cái người đối diện mình như thế nào thôi. Rồi, nhìn thẳng vào nhau. Bắt đầu. Rồi.
Đó, nói rồi đi hả? Nắm tay nhau, vẫn cứ nắm tay nhau. Dạ, nói đi. À, thì thiệt ra thì đối với em là gặp nhau trên này cũng đã là duyên rồi. Còn sau đó nữa, chuyện gì tới thì nó tới. Anh đến đây với tinh thần là mình sẽ mở lòng. Còn cái chuyện là một cái là tùy duyên nữa. Dạ. Rồi, chúng ta về vị trí các bạn. Hai bạn sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. Ừ. 1. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi. Nga không bấm. Em có thể cho biết một chút lý do? Chắc là do cảm xúc của em lúc này. Ừ. Rồi, cảm ơn em. Dạ rồi. Ừ, chúc em luôn nhiều sức khỏe. Chúc anh nhiều sức khỏe và tìm được một mối lưu duyên phù hợp với mình. Đúng rồi, chúc em nhiều sức khỏe. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Hura là nhãn hiệu bánh bông lan từ BBK, được làm từ các nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, sữa thật, trứng tươi, có thể thay thế bữa ăn sáng và bữa ăn phụ mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng cho một ngày dài năng động. Bánh bông lan Hura làm từ trứng. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bếp điện từ Toshiba IC20S3BB, điều khiển cảm ứng trực tiếp, thiết kế chống thấm hoàn hảo, tặng nồi lẩu inox cao cấp 2 lớp, mâm nhịp cao cấp, hiệu suất cao, chịu lực 150kg, chịu nhiệt 600 độ C, bếp điện từ Toshiba 20S3BB phù hợp với mọi gian bếp. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Speak Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Chúc hai bạn sẽ hạnh phúc. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi. Cảm ơn. Bây giờ thì xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Diêu Man Gel thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Em là người dễ tính, em sống tình cảm, nói chung là khá trầm tính. Dạ, em biết nấu ăn. Còn nấu ăn thì biết nấu chút chút. Còn nhược điểm thì em hơi khó, chứ thẳng tính. Và từ đó tới giờ có để ý ai không? Gặp phụ nữ đẹp thì phải nhìn chứ. Mấy mới tình rồi? Dạ chưa mới tình. Dạ lo đi học với đi làm thôi, không có thời gian. Em đưa ra cái tiêu chuẩn mẫu hình lý tưởng đi. Dạ như chú Nguyễn. Thì chú Nguyễn Linh hả? Hàng hiếm khó tìm. Nào bây giờ xin mời nhà gái. Chào em. Mời nhà trai. Chào anh trai, ngồi đi em. Rồi, mời nhà gái giới thiệu cho mình nè. Dạ, chào chị Ngọc Lan. Chào chú Quyền Linh ạ. Rồi, xin dạ, chào mọi người ạ. Dạ, anh tên Thùy Linh ạ. Hôm nay 30 tuổi. Em là nhân viên thuốc bán thuốc ạ. Nhân viên bán thuốc? Dạ, dược sĩ chú. Dược sĩ đúng không? Dạ, là bán dược trung hay dược đại gì đó hả? Dạ, em bán nhà thuốc tư nhân ạ. Bán ở đâu? Dạ, Bình Chánh. Bình Chánh. Bình Chánh là phía nào? Dạ, gần bến xe quận 8. À, rồi. Dạ. Mời em trai. Dạ, em chào chú Quỳnh Linh với chị Ngọc Lan ạ. Chào bạn nữ, chào gia đình hai bên ạ. À, chú chào em. Em tên là Lê Tuấn Vũ, sinh năm 1989, sinh sống và làm việc ở Sài Gòn ạ. Làm gì Vũ? Em cũng làm dược sĩ ạ. Dược sĩ luôn hả? Wow. Bán ở đâu? Dạ em bán tại nhà ở phường 15 Tân Bình ạ. Tiệm thuốc đó là của em hả, gia đình hả? Dạ đúng ạ. Biết đâu sau cuộc gặp gỡ nay mình về bán ở Tân Bình đi. Dạ. Nha. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của Linh là gì? Dạ ưu điểm của em thì em nhiệt tình, với em có trách nhiệm trong công việc. Còn nấu ăn thì biết nấu chút chút.
còn nhược điểm á thì em hơi khó với thẳng tính. Rồi hết rồi. Đang nói sực nhớ là mình hết rồi. Dạ. Hả? Dạ. Rồi còn Vũ nè. Dạ, ưu điểm của em là người dễ tính, em sống tình cảm, nói chung là khá trầm tính. Dạ, em biết nấu ăn. Nấu ăn. Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em là em thụ động về chuyện tình cảm. Là nào giờ để người ta cua không hả? Gần giống vậy. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Chính thức có một mối tình mà từ thời sinh viên lận. Mối tình kéo dài không Vũ? Chắc cũng được một năm ạ. Yêu nhau tha thiết không? Cũng không, thời sinh viên mà. Dạ. Rồi từ đó tới giờ có để ý ai không? Gặp phụ nữ đẹp thì phải nhìn chứ. Nhìn như một có cảm xúc gì với phụ nữ không? Hay là trai cảm xúc rồi? Chắc vậy. Trời đất ơi. Trai cảm xúc gì có cảm xúc gì với đàn ông không? Không. Không nha. Dạ. Thẳng hay không? Thẳng chứ. Đâu để tôi qua tôi coi. Qua coi đi. Để tôi qua nhà gái tôi coi nhà gái. Đâu rồi giờ hỏi tình trường nhà gái rồi được, tôi qua coi nhà trai. Nữ tính rõ ràng. Ha. Đó. Rồi dạ, chào em. Chị. Lịch sự vậy thôi, dễ thương chết luôn ạ. Em gái. Dạ. Mấy mối tình rồi? Dạ chưa mối tình. Dạ lo đi học với đi làm không có thời gian. Học dược sĩ mấy năm? Dạ 4 năm. 4 năm. Phải làm mấy năm rồi? Làm cũng được 5-6 năm. 5-6 năm rồi? Dạ. Lẽ làm không có mối tình nào, không có anh nào vô mua thuốc dạ, để cũng có làm mai nhưng mà không hợp. Chị thì em hợp người như thế nào nè? Em đưa ra cái tiêu chuẩn mẫu hình lý tưởng đi. Dạ như chú Quyền Linh. Dạ như chú Quyền Linh. Dạ chú Quyền Linh hả? Hàng hiếm khó tìm. Chú Linh là cũng được ha? Dạ. Hả? Mình kia người ta thích người như chú Quyền Linh đó. Em thì em lại dễ tính nên là sao cũng được ạ. À đó, chú cũng vậy, dễ tính lắm. Dạ. Khi nào nóng lên mới khó tính thôi. Em ít khi nào nóng lắm ạ. Ủa vậy đó hả? Trầm tính. Trầm bên tính đây không? Là dễ tính, khi nào nóng là mới khó, mà bên đây là nóng thường xuyên. Không ra đâu. Dạ, thấy chú dễ thương mà. Rồi bây giờ Vũ muốn tìm một người yêu lý tưởng thế nào? Mẫu hình của em thì đơn giản, sống đơn giản giống em. Với lại không có mối quan hệ phức tạp á. Mối quan hệ phức tạp? Dạ. Nhiều bạn bè quá là em cũng ngại đúng không? Dạ đúng Linh rồi. Linh có mối quan hệ phức tạp nào không? Không có. Tức là bạn bè anh trai mưa, anh trai gió, anh trai bão gì có không? Dạ không có. Bạn nhậu đâu có không? Dạ cũng không. Hai bạn này là em thấy sơ sơ là nó tương đồng với nhau lắm. Em muốn chừng nào lấy vợ? Thì bây giờ mình cứ tìm hiểu đi, nếu mà đàn gái chịu lúc nào thì em sẽ cưới lúc đó. Cưới lúc đó ạ. Nhà trai em có hối gì chưa? Dạ hối cả chục năm. Hối cả chục năm. Hối cả chục năm hả? Chừng nào lấy chồng được nè? Dạ hợp thì lấy đúng không? Hợp lấy luôn. Rồi vậy là hai bên cứ hợp là lấy thôi. Hai bạn này làm như là mười mấy năm trời không có tình yêu là để ngày hôm nay gặp nhau hay sao? Đúng rồi. Bây giờ nè, đi với ai vậy? Dạ đi với ba mẹ. À có ba mẹ ngồi đây hả? Rồi xin chào đại diện nhà gái. Trước hết mình xin gửi lời chào đến Quyền Linh, Ngọc Lan. Dạ. Dạ xin chào với các quý vị khán giả trong khán phòng. Dạ chào chú. Chú chào con. Để nhận xét thì chú cũng không có nhận xét gì nhiều, tại vì trong cái câu chuyện ngày hôm nay đó thì chỗ em Linh nó là chính, chứ còn chú với cô cũng mong muốn cho em nó sớm có gia đình để cuộc sống nó cũng có cái ý nghĩa vui vẻ. Cũng mong muốn là hai em tạo cái cơ hội cho nhau để mà có cái điều kiện để tìm hiểu. Và hy vọng là mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp hơn. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Rồi nhà trai mình đi với ai cưng? Em đi với bạn thân từ nhỏ của em. À bạn thân từ nhỏ luôn đó hả? Thân lắm luôn hả? Năm 18 tuổi. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan. Hai bạn hai giao diện khác nhau quá ha. Vũ có nhiều người theo đuổi không? Không, tại em thấy lâu lâu nó cũng qua kiếm em mà chắc là không có ai theo đuổi. À Vũ, tôi thấy bạn nữ này cũng hiền, cũng dễ thương. Nếu được thì sang năm đi, chứ năm nay đám tiệc nhiều lắm rồi. Sang năm đi nha. À, sang năm đó. Là còn có 1 tháng nữa thôi đó, ác dễ sợ luôn á. Biết đâu được. Vậy là chuẩn bị kia vậy chị. Em thấy Vũ muốn vợ chưa? Em gặp mẹ nó là lần nào cũng hối hết á. À vậy hả? Mẹ hối dữ lắm luôn rồi hả? Dạ. Rồi, thôi cảm ơn em. Cảm ơn em. À, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi nha. Mở rào. Mặt
đầu đi Vũ. Lần đầu gặp anh có món quà gửi em. Rồi, cảm ơn anh, cũng có món quà anh tặng. Rồi, cảm ơn em. Hai bạn có thể mở quà ra xem mình tặng nhau cái gì. Rồi, cảm ơn. Rồi, chúng ta ngồi đối diện với nhau đi. Từ lúc sinh ra tới giờ mới gặp nhau đó. Cảm nhận về nhau coi sao. Xinh quá. Xinh quá. Ta thương, người ta có khen em xinh không em? Cũng nhiều. Bạn nam khen hả? Không, mấy chị mấy chị học chung dạ. À, vậy là mấy chị giống anh ghen nha. Không, tại vì anh thấy em xinh quá. Vậy mà ông kêu ông lười cô gái. Em có nhu cầu gì về anh, em thấy anh sao? Dạ, em thấy anh không đẹp. Dạ, nhưng mà ở nhà anh có bao nhiêu người ạ? À? Mấy anh em ạ? À? Nhà anh á thì bố mẹ anh á thì hiện tại đang ở Cà Mau. Còn dạ. Anh với em trai anh thì đang ở hiện tại đang ở nhà. Hẹn hò sao? Tuần hẹn mấy lần đó? Đưa ra con số đi Vũ. Em thì em làm ca nào? Dạ em làm ca tối 9 giờ cái gì. 9 giờ về dạ. Cũng sớm mà. Anh thì muốn đi lúc nào cũng được mà. Thời gian anh ok á. Em làm full ca luôn, full ngày, full tuần luôn hay sao? Tháng em nghỉ được 2 ngày á. Em làm ca tối là em làm từ 2 giờ tới 9 giờ hay sao? À 1 giờ tới 9 giờ, 8 tiếng á. À, vậy còn nguyên buổi sáng với buổi trưa mà. Em ở đường nào em? Nhà em á? Dạ, em đường Phạm Thế Hiển á. À, gần. Anh chạy qua được. Thế đâu thì giờ muốn gần nhau mời ta qua bán thuốc bên đây thôi. Lương khá khá, chúc ta qua liền, có gì đâu. Dạ. Và khỏi đi đâu hết tại luôn. Tại vì bạn chắc là làm ở đây cũng một thời gian ha. Dạ. Tại mình làm ở đâu mình quen cái môi trường ở đó, đặc biệt cái nghề này á, chỗ lạ khó lắm, khó làm lắm. Ý là không muốn cho về chung hay vậy? Đâu có đâu, muốn lắm. Nhưng mà bạn có thích hay không thôi. Xong bữa nay rồi mình mới tiếp tục ạ. À. Bạn cái chuyện đó ạ. À. À, bây giờ nè, nói một chút xíu cho nhau hiểu về quan điểm hôn nhân gia đình đi. Mỗi đứa suy nghĩ thế nào về quan điểm hôn nhân gia đình? Anh thích mấy những người mà hiếu thảo. Biết tôn trọng những người trưởng bối đó. Tại nhà anh cũng nhiều người có tuổi nên là anh rất là kính trọng người đó. Và ví dụ như là vô ăn cơm là chào hết người này người kia, nhưng mà mình cũng phải biết ý à, xin phép ăn cơm không, mình có thể mình ăn. Còn mình đi gặp vô nhà hoặc là ai lạ thì mình chào một tiếng rồi mình làm tiếp công việc của mình cũng được thôi ạ. À. Với lại đừng có khắt khe quá. Tại tính anh rất là dễ rồi. Dạ. Anh dễ cực kỳ luôn. Em thì hay nói thẳng có gì. Không sao cả. Anh nghe nói thẳng từ nhỏ tới giờ anh nghe nhiều rồi. Dạ. Nên là cũng không sao. Nhà bên đó có anh trai không? Em là anh cả rồi ạ. Nữa. Chứ đàn ông mà ai cũng dễ tính như vậy. Phụ nữ chúng tôi dễ chịu biết mấy. Rồi quan điểm của Linh thế nào nói cho Vũ nghe đi. Dạ em cũng muốn biết quan tâm chia sẻ tính trên nhường dưới là em cũng không có cần nhiều nữa. Cái đó anh làm được. Dạ. Hai đứa cùng nghề cũng dễ hiểu nhau ha. Dạ. Dạ. Ừ. Bây giờ Vũ tiến tới hát một bài tặng cho Linh nghe đi. Dạ. Tiến tới nắm tay Linh. Sợ tay em lạnh quá. Gậy nó mạnh dạn lên nào. Xin phép đi hát một khúc bài hát Ba Giữa Ân Hà. Đó, hát cho Linh nghe kìa, tiến tới nắm tay Linh hát nắm cho Linh tay, nghe. Tiến tới nắm tay người ta. Đó. Lạnh lắm rồi. Vòng đu quay cứ mỗi phút giây lại càng bay lên cao. Dường như với tới muôn đám mây đang hoài trôi lững lờ. Những ngọn đèn càng thêm nhỏ bé. Cả thiên đường ngàn sao lấp lánh, cả bầu trời giờ chỉ riêng cho anh và em. Rồi bàn tay khẽ nắm lấy nhưng vô tình không ai hay. Rồi lòng anh khẽ ấm áp như ly cà phê sữa thơm. Ngồi bên em mà tim bối rối, thời gian ơi đừng trôi nhanh quá. Để anh giữ lấy từng phút giây được bên em. Linh hát đi Linh. Nhà gái mình đáp lại nhà trai một bài cho nó hoành tráng nè.
Dạ xin hát khúc trong bài Yêu Đừng Có Nhai ạ. Em nói anh nghe người ơi, tim má em không được vui, vì em đã hơn 20 mà chưa có ai đến xin mòn xôi. Chờ anh quá lâu rồi, đầy hồ đen hạ tăng, mà trên tay em còn thiếu một chiếc nhẫn vàng. Xin hát ạ. Làm gì cũng nắm tay nhau. Dạ. Tiền thì ấm cho nhau. Hai đứa kết hợp thành Vũ Linh đó. Đó Vũ nói gì đó, tình cảm gì đó nãy giờ trong tim mình thấy sao mà nói hết cho Linh nghe đi. Rồi kêu Linh kê một cái đơn thuốc cho mình. Liều thuốc cho trái tim. Đó, liều thuốc gì cho tình yêu đó. Hỏi em có không? Anh thì ế lâu quá rồi. Em chịu khó em kê giùm anh một đơn thuốc đi, điều trị. Dạ. Cảm ơn em. Bấm với em. Dễ thương quá à. Kiểm tra lại xem con tim mình có rung động hay không. Có thì bấm ngay cái nút đó nha. Đừng dần chờ gì cả. Nào. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Ba bấm. Chúc mừng hai đứa. Nào. Chính thức hai em đã hẹn hò với nhau. Đặt tay vào nhau nào. Đó thấy chưa, chưa yêu lần nào. Đây. Đây không à? À không, nó bị chạy. Nó bị chạy. Đây nè, đây. Đó. Nó bị sai sai đúng nó không? Nó bị sai sai. Rồi là Linh. Nói với ba mẹ Linh cái gì đi. Dạ con xin phép cô chú cho con được tìm hiểu bé. Con tin là con mang được hạnh phúc cho em. Dạ con xin phép con hôn em một cái ạ. Cái nụ hôn đầu đời nó quan trọng lắm á. Hạnh lên. Được rồi cháu. Được. Được chứ không? Được rồi ạ. Có gì có thay đổi gì cảm xúc không? Rung hơi chút ạ. Đúng rồi. Đây là những món quà từ chương trình gửi tặng cho hai bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Hura là nhãn hiệu bánh bông lan từ BBK, được làm từ các nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, sữa thật, trứng tươi, có thể thay thế bữa ăn sáng và bữa ăn phụ mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng cho một ngày dài năng động. Bánh bông lan Hura làm từ trứng. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bếp điện từ Toshiba IC20S3BV, điều khiển cảm ứng trực tiếp, thiết kế chống thấm hoàn hảo, tặng nồi lẩu inox cao cấp 2 lớp, mâm nhịp cao cấp, hiệu suất cao, chịu lực 150kg, chịu nhiệt 600 độ C. Bếp điện tử Toshiba 20S3BV phù hợp với mọi gian bếp. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Rồi, chúc hai em hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn. Nhà. Anh, thì anh đi dưới trên đường, anh đừng xuống dưới nước. Xuống nó sông nước không mà. Sông nước nhưng ta có cầu mà. Sao giờ sợ. Thì anh hít đất che 10 cái. Hít đất che 10 cái được không? Ở nhà một mình phải tập thể dục chứ. Thôi ốm mà tao nói mình yếu. Mình phải chứng minh ốm nhưng không hề yếu. Rồi mời em. Cảm giác của em như thế nào? Em rung quá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi của ngày hôm nay. Họ là ai? Họ chia sẻ câu chuyện họ như thế nào? Chàng trai có đây rồi. Mọi người đợi Tường trong vài giây thôi nha. Rồi mời em gái. Xin mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra nha. Bây giờ thì mời hai bạn sẽ giới thiệu thật lớn, to rõ những thông tin của mình để cho đối phương có thể lắng nghe được nha. Mời em trai giới thiệu trước. Dạ, xin chào chương trình ạ. Chào chị Cát Tường. Rồi. À, mình là tên Vũ, năm nay là 30, 30 tuổi rồi. Sinh năm bao nhiêu Vũ? Dạ, 1991. Vũ đang làm công việc gì, quê ở đâu? Làm bên kỹ thuật viễn thông của một công ty á, FPT vậy. Rồi có xăm mí mắt không vậy? Dạ không chị. Rồi mắt đẹp quá trời, mắt to mà đen long lanh, lát em coi thử đúng không nha.
Rồi, bây giờ em gái giới thiệu nè. Dạ, chào chị Cát Tường. Chào anh đối diện ạ. Dạ, chào khán giả đang xem truyền hình ạ. Thì hiện tại em tên là Lan ạ. Thì em 27 tuổi. Thì công việc của em là kế toán. Hiện tại em đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn quê của em là ở Bến Tre ạ. Sau này ví dụ như lấy chồng lập nghiệp, mình muốn ở thành phố Hồ Chí Minh, hay là ví dụ chồng mình có về quê thì mình có ngại theo chồng hay là không? Dạ, em không ngại vấn đề đó chị. Rồi, miễn là có được một người chồng như dạ, đúng mình. Rồi, cũng như là mình cũng như ở đâu cũng được, miễn là mình quan tâm với ba mẹ mình được là được rồi. Dạ. Đúng rồi, cảm ơn em. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì em cũng vui vẻ hòa đồng. Còn điểm yếu của em là cũng như hơi trầm tính xíu chị, ví dụ như là cũng hơi thất thường lắm, ví dụ như là vui thì vui lắm mà còn buồn thì em ru à, không nói gì hết. Mình có cái tật xấu gì không nè, hay là cái khuyết điểm gì không nè? Cũng nhiều lúc cũng hơi nóng tính đó, ví dụ như mà cái việc mà mình không có như ý của mình á, thì cũng hơi bực trong người á, cũng hơi nóng tính xíu mà xong là không có gì hết. Dạ. Còn bên mình, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh thì em tự lập từ nhỏ, cái gì em làm cũng được hết. Việc trong nhà là em làm được hết. Em hơi nóng tính một chút, với lại em khó tính nữa. Em đang làm cái gì á, hay là đang nói chung là tập trung vào công việc á, mà có tác động ở bên ngoài là em khó chịu. Rồi bình thường bây giờ mình ở nhà vậy rồi ăn uống nấu nướng sao? Dạ, mình tự ăn chị. Ăn cơm ngoài hả? Dạ, đúng rồi. Ăn cơm ngoài không chứ không có nấu cơm ăn. Dạ không, tại vì em đi làm tối ngày mà, sáng là lại đi làm mà. Bên đây là cần một bàn tay người phụ nữ chăm sóc nè, cho mới có da thịt đẩy đà, cấu trúc gương mặt là rất là đẹp trai. Tuy nhiên là hơi ốm, tôi nói trước để mà bên này người ta biết. Đó, rồi thôi, rất là thông cảm đi các bạn mà phải xa xứ để mà mưu sinh và lập nghiệp thì nó vất vả như vậy đó. Tình trường thì sao? Dạ, em trải qua một mối tình thời học sinh sinh viên ấy, thì nó cũng không có gì thôi. Rồi cuối cùng là em đi làm riết rồi cứ sáng đi tối về rồi tối lại thì ăn xong rồi ngủ à. Nhưng mà em đi làm giờ giấc công việc như thế nào, mấy giờ là xong việc? 7 giờ thì mình làm công việc nó cũng không có cố định á. Ví dụ mình phục vụ khách hàng mà, khách hàng về có khi là 6, 7 giờ tối khách hàng mới về thì mình cũng phải phục vụ. Vậy rồi nguyên buổi tối là ở nhà không vậy đó hả? Dạ, đi làm về mệt thì không có đi đâu được hết. Rồi, mà cả chục năm vậy không bạn, không bè, không gì sao? Dạ, trong này cũng ít bạn bè, cũng ở quê hết à. Mà cũng không có ngắm nghía một cô nào sao đi làm chung? Không ngắm, nhưng mà nói chung là em không biết. Em gặp người lạ em không biết bắt đầu như thế nào á, nên nhìn vậy thôi chứ còn mình không biết. Thật ra đúng đó, bạn trai này chia sẻ đúng là tâm lý của những cái bạn trẻ, mà đặc biệt là những bạn không phải thành phố Hồ Chí Minh đến đây lập nghiệp mà không có bạn bè công việc, rồi mình cuộc sống mọi thứ đúng là khó. Tình trường em sao? Tình trường của em thì em chưa có mối tình chính thức nào chị, tại vì cũng lo học với lại lo tìm việc làm trước, mình ổn định rồi mình mới tìm được đối tượng á. Dạ, thì cô hồi sinh viên thì em cũng có đơn phương thôi ạ. Thì cũng không tới đâu. Đơn phương là mình thích người ta. Dạ đúng rồi. Người ta có biết mình thích ta không? Dạ, cũng như là trong lớp á, thì anh đó thì cũng học giỏi, thì mình giống như mình ngưỡng mộ, mình idol vậy đó. Nhưng mà mình biết bạn đó có bạn gái rồi thì mình không có theo đuổi nữa. Từ lúc ra trường đi làm tới nay chưa có để ý một ai hết trơn hả? Dạ chưa. Có ai đeo đuổi mình không? Có là có mà mình không thích, chưa phù hợp, hay là không có ai luôn? Dạ cũng có ạ. Nhưng mà mình không thích, với lại mình không thấy đúng gu của mình á. Có vẻ như hai người này đều còn rất là trong trắng trong cái chuyện tình yêu. Em muốn tìm một người như thế nào? Dạ thì chủ yếu là biết quan tâm mình là được rồi chị. Làm việc nhà rồi chia sẻ những công việc với mình, cũng như là mình buồn thì cũng có người để nói chuyện, mình vui cũng có người chia sẻ. Em thiên về tình cảm nhiều hơn. Về ngoại hình? Ngoại hình thì em ưa nhìn một xíu và thì phải cao hơn em ạ. Em thấy hơi cao à, em cao nhiêu? Dạ có mấy sáu rồi chị. Mấy sáu, bạn này cao nhiêu? 1.68. Rồi, có điều gì em không thích về một người bạn trai? Không biết bạn trai bên đó có hút thuốc không ạ? Có em. Đó, có em. Đó. Về vì cái kiểu ở xa nhà mà ở một mình nữa chắc chắn là có hút thuốc. Anh tới từ từ cai đi ạ. Hút nhiều ít, ngày hút bao nhiêu? Ít chứ còn nhiều, một gói có khi một 2-3 ngày. Hết hồn gói có khi 2-3 ngày. Bây giờ mình bớt dần dần lại đi, tại sau này lấy vợ sẽ có con cái rồi nữa, rồi cũng phải từ từ bỏ hả? Có nghĩa không bỏ hẳn, lâu lâu một vài điếu cũng được, mình đừng có bị phụ thuộc vào nó quá. Về sức khỏe của mình nhiều khi cũng hút thuốc quá mà mập không nổi á. Có đi khám sức khỏe định kỳ không? Dạ có, công ty là tháng năm nào cũng khám định kỳ. Đó, hút thuốc nó cũng không có tốt cho phổi của mình nữa nha, từ từ bỏ nha. Ảnh hưởng cho người khác nữa, là cái người hút thuốc bị động người ta sẽ bị nhiều khi bệnh còn nặng hơn cái người hút thuốc chủ động.
có yêu cầu gì nữa không? Phải hiền xíu ạ. Tại vì dạ, tính em cũng ấy cũng hiền mà bạn đó dữ quá em làm xíu. Em là vừa hiền hay dữ? Em thì nóng tính trong cái lúc đó thôi, chứ còn xong là xong rồi. Rồi, thế còn em, tiêu chuẩn em muốn tìm một người bạn gái, người vợ tương lai như thế nào? Biết sống đối nhân xử thế đó với em là cái quan trọng nhất. Mình sống một con người với con người á, mình làm sao cho nó đừng có mất lòng nhau rồi. Có cần cái bên ngoài như thế nào không? Chuẩn dạ, mắt, không. Mũi, miệng, tóc, tai. Cái đó thì mình nhìn sâu rồi mình mới từ chuẩn. Rồi, cơ bản là như vậy. Em có đem hình ảnh gì theo không hai em? Dạ có, một tấm nó được cũng chị. Đâu được, đưa đây coi cho bạn gái đoán thử xem. Anh nào? Anh này, tại sao em đoán là anh đó? Tại vì anh nói anh cũng hiền, còn mấy anh này thì... Đoán là được ai chưa? Đây phải không chị? Tại sao đoán là cô đó? Dạ, tại vì đoán theo chiều cao. À, dạ. Cao đó hả? Rồi, xin mời hai em nhìn qua cánh cửa trái tim. Sao, đúng không? Em không biết là đúng hay không nữa. Trời ơi, nhìn ở ngoài vậy rồi mà còn không biết đúng hay không nữa hả? Sai. Chắc là đúng hay sao? Sao mà đúng? Trời ơi. Cổ đây nè, mặc áo váy cam đúng không? Dạ đúng. Đó mới đúng. Dạ đúng. À, còn em sao? Anh đâu? Kế bên. Ờ, à, kế bên. Chúc mừng hai bạn. Rồi, chặt lóc luôn rồi. Hồi nãy gì đây? Dạ quà. Tặng đi. Dạ, em có món quà thì gửi cho anh ạ. À, cảm ơn em, tại vì anh... Bên này chương trình gọi hai gấp quá nên anh chạy từ quận 9 lên đây là chưa có quà cho em á. Dạ không sao. Bên này quà tặng sau nha. Khó không à? Khó mới nói à, bây giờ bị phạt nè, vừa không có quà cho người ta mà còn vừa đoán sai hình nữa, mà nhìn nhau rồi mà còn chưa nhận ra nữa, bây giờ có hình phạt. Ảnh á, bây giờ mình phạt ảnh hát được không? Thế được ạ. Rồi mời em. Cánh hồng phai. Rồi mời em là một đoạn cánh hồng phai. Hát vài câu thôi. Rồi vài câu thôi cưng. Nàng như một đoá hồng phai, hương sắc heo hon theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em, mang bao tiếc nuối trái tim vỡ tan. Nhưng mà giọng này là giọng chắc ở nhà không đi chơi có luyện nè, ở nhà luyện hát, luyện karaoke nè. Đúng không cưng? Dạ đúng. Ủa nhưng mà sao cuộc sống tẻ nhạt quá vậy, rồi ở nhà không? Có đi ra ngoài cà phê, cà pháo, dạ, có phim, có ảnh gì không? Nhưng mà công ty em là toàn thanh niên đàn ông không à. Vậy là đi bia ôm. Dạ không, đi bia ôm. Ví dụ như là cà phê, ăn nhậu với lại làm mấy anh có gia đình thế nào? Có nhậu không? Em nhậu thì cũng không có phải là vì nhậu, không phải là thường xuyên. Ví dụ như là có tiệc gì ở đây chứ còn không có... Ăn nhậu thì ngày nào cũng nhậu được đâu, em nhậu là ít nhậu lắm. Rồi thí dụ bây giờ có bạn gái thì mình hẹn hò như thế nào? Mình sắp xếp thời gian cho bạn gái như thế nào? Không phải là em bận nhưng mà tự do đó. Em muốn bận, em không muốn nghỉ. Ừ. Chứ thời gian thì sắp xếp được hết chị. À, khi mở cửa trái tim này ra thì cảm nhận đầu tiên của em là như thế nào? Dạ em thấy anh này cũng hiền mà không giống trong tấm ảnh. Trong tấm ảnh thì không có hiền. Bây giờ chúng tôi sẽ dành cho hai bạn một khoảng không gian riêng để hai bạn trò chuyện với nhau và trao đổi những thông tin với nhau, tìm hiểu công ăn việc làm, là hẹn cái giờ giấc coi mình hẹn hò như thế nào nha. Quan điểm về hôn nhân gia đình luôn để mình xem mình có đi với nhau được đoạn đường dài hay không. Rồi mời đồ ăn. Rồi, trời ơi, quá hấp dẫn luôn. Đúng là buổi trưa chúng ta đói bụng rồi. Mời hai em sẽ thưởng thức món ăn rất ngon của nhà hàng Indochine. Đó là món gỏi và cháo gà. Nhớ nha, vừa ăn vừa tâm sự trò chuyện với nhau nha không. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai em ngon miệng. Ăn đi cưng. Ủa gì bình thường anh làm, anh nghĩ thứ mấy? Là một anh làm tuần luôn. Sẽ có một ngày ốp. Mình ốp ngày nào cũng được. Thế là anh tự lựa chọn đúng không? Đúng rồi. Không biết là bình thường anh làm trễ nhất là mấy giờ ạ? À? Buổi tối có đi đâu chơi không? Nếu mà bình thường không có việc gì thì anh có thể làm tới 6 giờ tối. Khách hàng á, mình phục vụ theo nhu cầu của khách hàng. Rồi mình có thể hẹn ngày mai hoặc là không, nhưng mà mình muốn làm thì mình cứ làm thôi. Anh thì ít nói lắm. Anh phải bắt chuyện anh mới nói được nha. Để em khó em ơi. Để em khó em ơi. Không biết anh có xuống Bến Tre chưa? Anh xuống tới Long An là hết rồi. Còn chưa tới xuống cái đó đâu. Chưa có dịp đúng không? Đúng rồi. Chưa xuống dưới miền Tây. Xuống nó không biết bơi. Nước thì anh đi dưới trên đường, anh đừng xuống dưới nước. Xuống nó sông nước không à. Sông
sông nước nhưng ta có cầu mà. Sao bây giờ sợ? Anh cũng ăn đi, tại vì em đang làm răng á, nên anh cũng hơi khó xíu. Anh có gì hỏi em không? Nãy giờ em hỏi anh không à? Chắc không có gì hỏi quá. Vậy ví dụ như bây giờ hai đứa mình quen nhau thì anh dành thời gian nào cho em? Em muốn thời gian nào cũng được hết. Nhưng mà ban ngày đi làm rồi mà em muốn buổi tối thôi chứ. Còn ví dụ như ngày chủ nhật hay ngày thứ bảy em nghỉ thì ngày hôm đó anh off thôi. Thời gian thì quá đơn giản. Thì là sắp xếp được đúng không? Đúng rồi. Anh ốp mấy ngày cũng được mà. Nhưng mà ốp làm gì, quan trọng là mình đi đâu, mình làm gì mình ốp. Nói chung là cũng làm tay chân cũng cực lắm á. Trời ơi, hai người này mà yêu nhau chắc đi chơi hẹn hò và dắt tôi theo quá à. Sao không ai nói năng gì hết trơn cái trời vậy? Em quan điểm như thế nào về việc sống thử? Dạ, cái đó thì em không có thích lắm ạ. Ví dụ như là mình tìm hiểu, mình yêu thương thì nhau thì mình quyết định tới hôn nhân luôn à. Ví dụ như bây giờ em lấy chồng, ngày em phát hiện ra là chồng em hay đi làm mà, rồi công việc hay ngoại giao hay tiếp khách, rồi hay đến những cái nơi nhạy cảm, ví dụ như đi uống bia ôm, đi cà phê, đi gì đó, đi massage, mà những cái chỗ nhạy cảm thì em sẽ phản ứng như thế nào? Em sẽ bình thường chị, ví dụ như quan trọng là thái độ của anh đó à. Cái đó là cái việc xã giao bình thường thì mình không nói, ví dụ như mà anh ấy thích như vậy thì phải coi lại ạ. Em quan điểm như thế nào về việc đó, khi mà mình độc thân nó khác khi mình lập gia đình? Thì em nghĩ cái chuyện mà người đàn ông đi ra ngoài giao thiệp rồi đến những cái chỗ nhạy cảm với bạn bè thì em nghĩ điều đó là bình thường hay là điều đó? Thưa chị, là theo như nghĩ là chưa có gia đình thì mình đi chơi thì nói chung là cái thanh niên mà, em nghĩ nó bình thường quá. Còn mà đã có gia đình rồi thì mình phải lo cho gia đình. Em mà đã có vợ rồi thì chắc chắn là thời gian là em dành cho vợ em. Hôm nay em có đi với ai không? Có người nhà không? Em đi một mình. Đi một mình. Hôm nay em gái có đi với ai không? Dạ có, em đi với em gái của em ạ. Rồi, ok. Bây giờ xin mời em gái của bên nhà gái vào nha. Rồi, chào em gái. Em tên gì? Dạ em chào chị Cát Tường, chào quý khán giả. Em tên là Mỹ Tiên, là em gái của chị Lan. Là em ruột luôn đó hả? Dạ, đúng rồi. Lan với Tiên. Còn nhà có mấy anh chị em? Dạ còn thêm anh cả, anh hai nữa ạ. Năm nay cưng nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 25 tuổi. Mình đang sống Bến Tre thành phố? Dạ sống chung. Là hai chị em mướn nhà ở chung đó phải không? Dạ mình đúng làm rồi. Làm công việc gì? Dạ em làm ở bên ngành may mặc đó chị. Rồi hồi nãy giờ mình cũng nghe câu chuyện của hai anh chị ha. Em nhận xét như thế nào về cặp đôi này? Nhận xét như thế nào về người anh trai bên đây? Dạ em thấy anh này thì nhìn thì cũng hơi hiền. Chắc tầm kiểu như là 7-8 phần cái hình mẫu lý tưởng của chị em. Cũng là trùng khớp 70-80%. Dạ đúng rồi. Bình thường thì ở nhà chị Lan là người như thế nào, có những cái điều tật xấu gì nữa không? Chị Lan em á thì rất là lanh luôn. Nhưng mà lên đây sao nãy giờ thấy không lanh vậy? Không, chắc là do run. Với lại một phần em thấy chị em cũng hỏi anh này nhiều mà anh này ít hỏi hơn chị em nhiều. Chỉ có cái tính là hơi nóng xí. Hơi nóng một xí thôi đúng không? Mình biết vậy thì thôi. Dạ. Mình kèm lại ha, cho bớt cái nóng. Nhiều khi nóng quá là hư bột, hư đường hết. Rồi, bây giờ một lời khuyên dành cho chị mình thì em khuyên chị mình như thế nào? Chị nếu mà chị nãy giờ tiếp xúc với anh này mà cảm thấy là ok hay là có thể là tiến sâu hơn thì chị có thể là cho anh này một cơ hội hoặc là hai anh chị cùng nhau cho nhau cái cơ hội. Dạ, ha. Đúng rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn em gái. Rồi, mình sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện anh chị nha. Bây giờ chương trình dành cho các bạn thêm một cái thử thách mình vượt qua. Mỗi người bóc một lá thăm để mình có thể hiểu nhau được nhiều hơn trong cái thử thách này. Mời em. Cô gái yêu cầu bạn trai thể hiện một hành động nói lên sức mạnh của đàn ông. Em có quyền yêu cầu anh ấy. Vậy em muốn anh của anh làm gì? Thì anh hít đất cho em 10 cái. Hít đất cho em 10 cái được không? Ở nhà một mình phải tập thể dục chứ, thôi ốm mà tao nói mình yếu. Mình phải chứng minh ốm nhưng không hề yếu. Rồi mời em. Đếm đi cưng, con gái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ốm nhưng không hề yếu nha. Rồi bây giờ mời bạn gái bóc một lá bài. Bạn trai xin phép nắm tay thể hiện tình cảm với bạn gái, sau đó hỏi cảm nhận của cô ấy. Thở thở đi cưng nha. Đây là yêu cầu của chương trình để mình kiểm tra lại cái cảm xúc của mình, xem mình có cái điện nó có chạy không, nó có sự va chạm, nó có cảm xúc gì trong người không nha. Mời em. Anh xin phép
Rồi nắm tay 30 giây đi, nhìn thẳng vào nhau rồi mỗi người nói một câu thôi. Mình nhìn nhau đi. Cảm giác của em như thế nào? Em run quá. Được rồi chị. Không nói gì hết hả? Dạ không. Nắm tay chặt quá vậy mà không nói gì hết trơn vậy? Quan trọng anh đó nói cho em chứ. Em cũng không biết nói sao luôn. Rồi được rồi, mời hai bạn về vị trí. Cảm xúc của bản thân như thế nào? Hoặc là nhận xét về người đối diện như thế nào? Tùy mình, mời em trai nói trước. Thì cảm nhận của em thì thấy bạn gái này thì cũng dễ thương, nhưng mà ốm ốm giống em. Hai người thiếu ăn, thiếu yeah. người chăm sóc. Để cảm nhận của em như vậy thôi chị. Rồi, mời em gái cảm nhận của mình như ngay lúc này như thế nào? Dạ, cảm nhận của em là từ lúc mà tham gia chương trình này, ví dụ như là em vui ạ. Thì em hôm nay thì được gặp anh ở đây thì thấy anh cũng hiền. Cũng mong muốn là ví dụ như sau này mình có thêm thời gian dành cho nhau, cũng như là mình trao đổi những cái kinh nghiệm. Ví dụ như là sau này bình thường anh ở sống một mình đúng không? Thì sau này sẽ có em. Rồi, cảm ơn hai bạn. Bây giờ là giờ phút quan trọng nha. Mình bấm vì cảm xúc của chính bản thân mình và phải chịu trách nhiệm về điều đó. Mời mình đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của Di Tường, đồng ý mình bấm mạnh, không đồng ý mình có quyền lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa em có bấm không? Em có bấm không? Bấm mạnh vô. Chị thấy là thật sự bạn gái bấm trước em, nhưng mà bạn gái, đèn bạn ấy không có sáng, không có sáng, nó chưa trùng khớp, nhưng mà các bạn ấy cũng đã bấm nút và đèn đã sáng. Chúng ta nhắm tay nhau nhé. Bây giờ chúng ta đã chính thức là một cặp đôi để tìm hiểu nhau. Mời hai bạn nắm tay nhau. Rồi bây giờ chị Tường hỏi em trai nè, em đang còn băn khoăn điều gì? Chị thấy trong cái bấm nút của em nó chưa có sự dứt khoát mà mình còn ái ngại một cái điều gì đó. Em cũng không biết em nghĩ cái gì nữa. Đây là cái quyết định mà nó cũng khó khăn á. Khó khăn. Nhưng cuối cùng tại sao em lại quyết định bấm? Em muốn để tìm hiểu này nó như thế nào. Muốn cho mình dạ, cơ hội. Cố gắng quan tâm nhau, chăm sóc nhau thật nhiều. Và hy vọng rằng là cũng sẽ đến lúc các bạn báo tin vui cho chương trình. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy hướng mắt lên sân khấu để chúng ta chào đón hai bạn nam của chương trình ngày hôm nay. Wow, rực rỡ, rực rỡ. Bây giờ mời hai bạn nữ đến với chương trình của ngày hôm nay. Ngày hôm nay như có hẹn hay sao? Tất cả mọi người đều mặc đồ đen. À, bây giờ xin mời bạn nam ở vị trí chiếc ghế đỏ sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả nghe những cái thông tin cá nhân của mình nhé. Xin mời em. Hi, xin chào tất cả mọi người. Em xin được gửi lời chào đến chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt, hai bạn nữ bên kia, bạn bên đây, tất cả những người thân và mọi người đang theo dõi chương trình qua màn nhỏ. Lời kính chúc sức khỏe, lời chào thân thương và trân trọng nhất. Em tên là Lê Thanh Vũ. Nghề nghiệp hiện tại của em là ca nhạc sĩ, biên kịch và kinh doanh mỹ phẩm. Năm nay là em 37 tuổi. 37 tuổi rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hoạt bát, là ai em cũng chơi được hết, ai em cũng có thể thoải mái giao tiếp. Còn cái khuyết điểm của em là có lẽ là do em dễ tính quá nên nhiều khi dễ bị dụ. Ngày xưa là em khá nóng tính, em dành một khoảng thời gian khá dài để em tập thiền định và em bớt nóng tính lại, và bây giờ em đã cải thiện được. Hy vọng rằng em đã định được và ngày hôm nay chị sẽ định duyên cho em, được chưa? Dạ, cảm ơn. Quá dữ. Rồi, mời bạn nữ bên kia. Rồi. Trước tiên em xin chào hai MC ạ. Xin chào hai bạn nam bên kia và khán giả dưới trường quay ạ. Em tên Nguyễn Thị Yến Nhi. Em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai. Nghề nghiệp của em là nhân viên spa. Dạ, năm nay em 30 ạ. Dạ. Thì em giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu em luôn đi nè. Điểm mạnh của em là em biết chia sẻ, biết quan tâm. Có thể bên ngoài em có chút lạnh lùng nhưng mà bên trong em rất là ấm áp. Ví dụ như là em thích một người nào đó thì cái người ta sẽ cảm nhận được nơi em là sự ấm áp. Còn điểm yếu của em là em hay quên, hơi chậm. Thì cũng phù hợp với công việc spa của em á, phải từ từ. Yeah, từ da nó mới thấm vô mặt. Rồi hả? Kiểu tỉ mỉ anh.
Rồi bây giờ tới bạn trai ở ngồi ghế màu xanh nè. À, em tên là gì? Dạ đầu tiên em xin kính chào tất cả mọi người. Chào MC Cát Tường, chào MC Hứa Minh Đạt cùng hai bạn nữ và bạn nam cùng chơi. Em tên là Nguyễn Minh Kha, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Công việc của hiện tại của em là đang công tác là Ủy ban Nhân dân phường 10. Dạ em phụ trách hoạt động bên mảng khuyến học và phong trào của cựu chiến binh. Dạ năm nay em 28 tuổi và đồng thời em cũng có dạy thêm ngoài giờ, làm cộng tác viên xe ô tô và lại lắp ráp cái thiết bị cảm biến nông nghiệp. Chà, nghề nghiệp quá trời vậy. Điểm mạnh điểm yếu của thầy là gì nè? Dạ điểm mạnh của em là vui vẻ hòa đồng, sống có trách nhiệm, biết quan tâm chia sẻ. Ví dụ như là bạn bè hoặc bạn nữ mà gặp khó khăn gì đó thì thay vì mình nhắn tin mình vận động này nọ thì em sẽ tới tận nơi luôn, trời coi ơi. Thử có còn giúp được cái gì hay không. Nhưng mà rồi bây giờ em có ngại yêu xa không? Ví dụ như hai cô gái mình bữa nay là ở thành phố không hả? Dạ cái đó em thì không có ngại vấn đề yêu xa hay khoảng cách địa lý gì hết. Quan trọng ngoài trong cái tình yêu là cả hai phải tin tưởng lẫn nhau. Rồi cho hỏi tiếp cái nữa là nãy giờ rồi còn điểm yếu của em là gì nè? Dạ điểm yếu của em là hay quên, với lại công việc mệt mỏi, mình trầm tính, mình cứ im thì người ta tưởng là mình khó gần. Chứ thực ra là em rất là dễ gần, rất là thân thiện. Rồi quê gốc em là ở đâu? Ở Đà Lạt luôn hả? Quê gốc em là ở Bình Định. Ở Bình Định? Dạ. Rồi tại sao lại là đi dạy với đi làm ở Đà Lạt? Dạ thì em sinh ra ở Bình Định nhưng mà theo ba mẹ lập nghiệp từ nhỏ ở Đà Lạt. Ngoài Bình Định còn ông bà dòng họ ngoài đó. Em chỉ theo ba mẹ vào đây thôi. Rồi chị hiểu rồi. Vậy ha, nhưng mà thầy giáo tôi là cũng rất là lịch sự đàng hoàng, lịch lãm nha. Mặt mày đẹp trai, giới thiệu chơi vui mà nãy chưa thấy vui, cười cái coi vui nè. Đó, cười đẹp trai nha. Nhưng mà có điều là đẹp theo cái kiểu không phải là nghệ sĩ mà đẹp theo kiểu là thầy giáo. Nhưng mà rất là chuẩn, rất là chỉnh chu. Đúng rồi. Cán bộ nó gì hả? Bây giờ thì cô gái ngồi ghế màu xanh hãy giới thiệu mình đi nè. Dạ em chào anh Đạt, chào chị Tường, chào hai bạn nam và khán giả ở đây. Em tên là Nguyễn Thị Yến Nga. Em sinh năm 99. Trời ơi, hai người có bà con không đây? Yến Nhi, Yến Nga, hai chị em hả? Dạ sự trùng hợp thôi. Sự trùng hợp. Dạ em thì quê gốc em còn em cũng quê ở Bình Định ha. Ồ, Bình Định luôn hả cưng? Cùng quê với nhau. Dạ em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, em ở quận Bình Tân á. Công việc của em là tư vấn bán hàng tại shop Bông Cưng á. Thế mạnh, điểm yếu? Dạ em hay kiểu tấu hài, em đi làm đồ cửa tấu hài. Kiểu như là em đi làm là lúc nào siêu thị chỗ làm việc em cũng vui vẻ hết á. Còn điểm yếu thì trước đám đông thì em hơi run xíu, với lại em hơi nóng tính á. Em có hồi hộp không? Dạ có. Hát bản đi nè. Em hát bài Những Điều Nhỏ Nhoi của chị Vy Anh. Những Điều Nhỏ Nhoi. Dạ. Hay quá. Hay quá em ơi. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng. Bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng. Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người. Đời chẳng còn lo toan mệt nhoài, cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Yeah. Quá đẹp tuyệt vời. Vậy thì em có ngại yêu xa không nè? Dạ yêu xa mà yêu ở Đà Lạt thì em không ngại anh. Yêu ở Đà Lạt thì em không ngại anh. Không ngại đâu, đây là gần đúng không? Đà Lạt mát mẻ lắm nha. Em cũng mới đi một chuyến đi Đà Lạt mới về. Là cũng như là em kéo duyên từ Đà Lạt xuống đây luôn rồi đó. Thầy hay quá trời. Dạ thấy hơi lạnh nhưng mà lên đấy sống ảo thì đẹp đó chị. Đúng em rồi. Đó thầy giáo đây đang cười tủm tỉm rất là vui. Rồi thế bây giờ mình sẽ tiến tới sâu hơn một chút xíu nữa về tình trường của các bạn. Bây giờ quay trở lại với anh chàng ngồi ở ghế đỏ. Thì bây giờ chị hỏi là Vũ thì đã trải qua mấy mối tình rồi Vũ? Dạ em từ trước đến giờ là em trải qua 7 mối tình. Từ trước đến giờ là em trải qua 7 mối tình. Bảy mối tình. Thẳng thắn dễ thương. Nếu mà sâu đậm thì là có hai mối tình sâu đậm. Là mối tình đầu của em. Rồi. Là ngày xưa lúc mà em còn đi học, là lúc em mới vào trường cấp 3, là em có thích một bạn hoa khôi của trường. Wow, cũng mà biết lựa người thích quá ha. Mà em là lúc đó lại là một chàng trai tự ti về ngoại hình, với lại tự ti rất nhiều. Mà sau này cái em thích bạn đó, mà bạn ấy lại là một người rất là yêu âm nhạc. Có chia sẻ với người bạn thân của bạn ấy là bạn ấy muốn có một người nào mà có thể hát tặng bạn ấy giữa cả trường. Sau khi em nghe người bạn của bạn ấy kể lại, em đã tập hát, tập đứng trước đám đông trong vòng 3 năm. 3 năm? 3 năm.
Tại vì đối với em cái việc đứng trước đám đông là một cái chuyện kinh khủng. Rồi cuối cùng cái ngày đó như thế nào? Cuối cùng là em đã hát tặng cô ấy ngay giữa cái ngày mà cuối tốt nghiệp, ngày chia tay. Trời đất ơi, vô trường bắt đầu hát mà tới vô trường để ý mà tới cuối tốt nghiệp chia tay mới hát. Mà lúc đó cô có bầu chưa? Dạ chưa. Trời ơi, hên quá vậy, cô cũng chờ đợi đó. Bây giờ em làm lại cái buổi đó đi. Hát rồi đó. Em có nhớ là lúc ấy là cô ấy rất thích anh Bo Đan Trường. Nên ngày đó lúc em đứng trước cô ấy, em để một cái tóc hai mái giống anh Đan Trường. Em hát bài hát Những Mùa Dấu Yêu để tặng cho một người bạn nữ mà em đã yêu thầm 3 năm cấp 3. Có kêu tên của ra không? Em có kêu tên. Tên gì vậy? Tên gì vậy? Thôi kêu tên gì nữa, biết vậy được rồi. Kêu tên rồi sao nữa? Em kêu tên thì tất cả các bạn quay lại nhìn cô ấy. Rồi cả lớp của cô ấy có chọc. Cuối cùng cái cô ấy đi đâu mất tiêu. Đi đâu mất tiêu. Cái em cứ sợ là cô ấy giận. Cái cuối cùng em đi về tới chỗ gửi xe, em mới thấy cô ấy đi ra và xin số điện thoại em. Cô ấy đi ra và xin số điện thoại em. Đang hát lên khúc mà những mùa dấu yêu của anh Lan Trường. Thử ơi. Những mùa dấu yêu ơi, xa rồi ngàn xa kỷ niệm. Những mùa mắt ai xưa, xa rồi nơi lâu quá anh ơi. Cái quan trọng không phải là cái bài hát, mà cái quan trọng là mình tỏ tình ngay trước sân trường. Hai bạn yêu nhau được bao lâu? Dạ hai đứa em yêu nhau được 5 năm. Trời ơi, một mối tình đẹp quá. Dạ. 5 năm mà sau khi ra trường là đã chín chắn trưởng thành hết trơn rồi, mà sao lại để chia tay uổng vậy em? Nhưng mà đến một ngày vô tình em vào được cái Yahoo của cô ấy. Lúc thời đó xài Yahoo. Cái em mới phát hiện ra thì ra là cô ấy đã có một mối quan hệ sau lưng em với một người bạn thân của em trong vòng 2 năm. Mà em không biết gì hết. Thậm chí tụi em còn đang chuẩn bị chụp hình cưới. Em chỉ chụp cái đoạn tin nhắn em gửi qua. Rồi sau đó em không liên lạc nữa. Rồi cô cũng im luôn, cô không liên lạc luôn. Có liên lạc em mà em không trả lời. Cái cảm xúc của mình lúc đó như thế nào khi em phát hiện cái điều? Cảm xúc của em rất là hụt hẫng. Tại vì thà là một người nào đó lạ, còn đó là một người bạn thân của em. Mà thậm chí là hai đứa em còn tính là bạn của em với lại người yêu của bạn đó. Với lại hai đứa em còn đang tính là làm đám cưới chung một ngày. Và trong cái thời điểm đó là em cảm thấy mất niềm tin vào tình yêu một cách trầm trọng. Nhưng mà sau đó thì em vẫn có thêm được 6 mối tình. Sau đó em đã gượng dậy vì em vượt lại. Chia sẻ với em, đồng cảm. Rồi kỷ niệm có đẹp, kỷ niệm có đẹp và có buồn. Bắt đầu cái tới mối tình thứ hai của em thì là một mối tình em quen bạn ấy. Sau đó bạn ấy đi nước ngoài, có người yêu và có em bé với một người bạn bên nước ngoài ấy luôn. Sau đó tụi em không liên lạc được một năm. Rồi sau đó thì em lại quen lại bé ấy. Cuối cùng là em chấp nhận quen một người mẹ đơn thân. Tại vì bé ấy với lại người yêu ly thân. Và quen được một năm mấy nữa thì em chia tay. Mà bạn ấy lại có những cái chuyến đi mà không hề cho em biết. Nhiều khi đi Nha Trang, đi Đà Lạt, đi đâu đó mà nhiều khi em không biết gì hết. Người ta nói phận gái 12 bến nước, mà sao cái phận anh này nó cũng bến đục bến trong quá ha. Cũng gian truân quá. Thôi rồi bây giờ mọi chuyện cũng qua rồi ha. Bây giờ muốn tìm một người vợ như thế nào? Dạ em muốn tìm một người đầu tiên là phải lễ phép, thân thiện, đừng có chảnh quá. Biết nấu ăn, nếu mà có thể thì đừng có chung nghề với em. Rồi, mình tạm ghi nhận rồi, vậy đi. Tạm vậy đi. Giờ nè, cô gái bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp, là nãy giờ vẫn cái mặt cứ lạnh lùng đó. Hỏi tới mới cười nhẹ. Em tâm sự về những cuộc tình của mình cho anh nghe đi. Tình cảm của em chóng vánh lắm anh. Chóng vánh là như thế nào? Em có một mối tình mà đầu tiên của em á. Mà là... em có thống kê là mình có bao nhiêu trong kia cái 7 mối lần đó. Em là chắc nhiều hơn nên em ngại đúng không? Không, em không phải nhiều hơn mà có nghĩa là em chỉ tìm hiểu thôi chứ em cũng không nhớ những người đó. Có nghĩa là em chỉ nhớ một người đầu tiên quen là lâu nhất là 5 tháng thôi. Anh đó lớn hơn em 9-10 tuổi. 9-10 tuổi? Dạ. À. Em chắc bị khấm cũng 7 cái sừng, 7-8 cái. Trong vòng 5 tháng mà được 7-8 cái luôn? Dạ. Trời trời. em chưa có sâu đậm. Chưa sâu đậm. Có nghĩa là chưa sâu đậm, chưa tới lúc sâu đậm là đã như vậy rồi. Tại bây giờ cái gu em là phải lớn tuổi nè.
Gu em không cần phải lớn tuổi, chín chắn trong suy nghĩ là được. Chín chắn trong suy nghĩ. Về ngoại hình có yêu cầu gì không em? Ngoại hình thì nhìn ưa, nhìn cao tầm 1m7 trở lên được chị. 1m7 trở lên. Nhỏ nhắn lắm. Cao 1m7 trở lên. Mình cao mét mấy cân? Em cao 1m7. Em cao mét mấy cân? Dạ em mét 7 luôn. Trời, hai chàng mét 7 hết. Bây giờ quay qua với thầy giáo của mình nè. Thầy giáo ơi, mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, gọi là mối tình chính thức thì em trải qua một mối tình thời sinh viên. Một mối tình một thôi? Dạ, sau đó thì em ra trường về lại Đà Lạt công tác. À, là rồi. Sinh viên là em học ở đâu? Dạ, em học ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. À, rồi. Thì tụi em quen nhau được khoảng gần 1 năm thì tới lúc đó em về nghỉ hè, về Đà Lạt nghỉ hè. Lúc đó là em chưa có xài smartphone. Chỉ có gọi điện, nhắn tin hoặc là Facebook mà qua laptop thôi. Đó. Thì bạn thấy cả em đi làm cả ngày, tối cũng có gọi điện nhắn tin. Nhưng mà bạn thấy em ít nhắn tin với bạn quá. Thì khi mà em hết nghỉ hè rồi quay lại thì em lên Facebook thì thấy bạn đã hủy kết bạn với em. Em cũng có tìm hiểu thì thực ra là đối với em là bạn giống như cảm xúc nhất thời. Chứ thực sự người bạn thích là người khác. Bây giờ là thầy giáo muốn mẫu người lý tưởng của mình là người như thế nào nè? Dạ, mẫu bạn gái lý tưởng của em là hiền, vui vẻ, hoạt bát, biết tôn trọng người lớn, có thể là biết nấu ăn. Tại em cũng có cái tài lẻ là biết nấu ăn. À, món này em nấu không được, chỉ cần nhìn người ta hoặc trên mạng nấu một lần em có thể nấu lại được. Rồi, có yêu cầu gì về ngoại hình của bạn gái không? Dạ, yêu cầu thì em cũng đơn giản lắm, chỉ cần bạn gái cao từ 1m55 trở lên là được. 1m55 trở lên, dạ, là được ha. Thí dụ giờ ta lên Đà Lạt thì rồi em có kiếm được cái công ăn chuyện làm gì cho anh ta không? Dạ được, nếu bạn lên thì em sẽ chủ động liên hệ công việc cho bạn thì có thể giúp bạn tìm việc làm trên đó. À, nói chung là em cũng có cái sự quen biết, cũng có rành rọ ở trên đó. Có quen biết phải không? Dạ. Có xin được phải không? Đó, tôi cũng phải hỏi vô rồi. Chắc chắn chứ, chắc chắn chứ. Được, được, yên tâm. Thầy giáo đẹp trai lắm em. Ngon lành đó. Ngon lành. Dạ em tâm sự em đi nè, Yến Nga. Em bao nhiêu cuộc tình rồi? Dạ em thì trải qua 3 mối tình. 3 mối tình. Có 2 mối tình là thời cấp 3 với một mối tình chính thức gần nhất là bắt đầu dịch là năm 2019, Tết năm 2019. Em bắt đầu chuyện tình yêu khúc đó đó. Thành sao? Nhưng mà trong thời gian quen thì cũng chỉ có 2-3 tháng thôi à. Tết em về quê thì hai đứa vẫn có nói chuyện bình thường. Nhưng mà sau khi vào lại Sài Gòn thì kiểu như là bạn đó cũng còn đi học đó, rồi công việc nữa. Em đi làm nhưng bạn đó kiểu ít có nói chuyện với nhau á. Xong thời gian thì bạn đó nói là chia tay là tại vì không quên được người yêu cũ, rồi nói là em không hợp. Thì lúc đó em cũng có níu kéo rất nhiều, bạn ấy lock Facebook, lock Zalo em. Trời ơi, cái bạn trai nào mà tàn nhẫn dữ vậy trời. Trời ơi, không quên được người yêu cũ rồi mà còn lock người ta nữa. Dạ. Thì cái gu người đàn ông em như thế nào? Dạ thì ngoại hình thì cao khoảng 1m65 trở lên được. Tại không vì là em... mình nhìn là tới 1m7 lận kìa. Đủ chuẩn. Bạn nam yêu cầu 1m55 nhưng mà em có 1m52 được không anh? 1m52 được không anh? Được. Dạ được luôn anh ơi. Được luôn. Em con gái 1m52. Thật ra là con gái mà ăn thua nhỏ nhắn rồi thì mang nó dài 3-4 phân, 5 phân là đẹp rồi đúng không? Dạ về là em học bài hát cô gái 1m52 luôn. Hay quá. Chỉ cao 1m52 nhưng sao đang yêu dịu. Tính tình, cá tính hay là cái mẫu người em như thế nào? Dạ em thì kiểu em cũng muốn tìm một người bạn trai lớn hơn em xíu, lớn tuổi một vài tuổi thôi. Chững chạc, tại vì em kiểu người ta nhìn vào ta kêu em trẻ trâu á. Tấu hài hả? Trẻ trâu. Trẻ trâu là sao? Suốt ngày đăng ảnh Facebook rồi up story rồi. Nói chuyện ra anh bình thường có gì đâu trẻ trâu vậy, anh chắc cũng chùm trẻ trâu luôn á. Mình xong rồi ha, bây giờ mình hỏi người thân đi nè. Hỏi ý kiến người thân nè, thôi ưu tiên nhà gái trước đi. Bữa nay em tới với ai? Chào em, tới với em trai của em. Lời đầu tiên xin cho em xin chào chị Cát Tường và anh Hướng Minh Đạt. Căng vậy. Em tên là Khanh. Khanh. Em trai của chị Nhi. Em ruột luôn hả cưng? Dạ chị em ruột. Thứ nhất là hai anh đẹp trai. Hai anh đẹp trai. Em cũng đẹp trai. Em nghĩ là anh thầy giáo, anh nhìn anh chững chạc hơn. À chết trời, em vậy là không có chững chạc nghe chưa. Ba mươi mấy tuổi mà không có chững chạc bằng người ta mới 28 tuổi kìa. Rồi. Nhìn anh nghiêm túc. Anh nghiêm túc. Hôm nay đi quay chương trình là ba mẹ biết không? Dạ không. Trời ơi. Giấu ba mẹ hả? Em còn không biết nữa mà. Ủa sáng em còn biết. Em không biết sao em ngồi đây. Sáng khi chị kêu em chở đi em mới biết thôi. Rồi mình theo dõi tiếp, hy vọng là ngày hôm nay chị cũng sẽ tìm được một người ha. Hay rồi quá. Còn em ngồi kế bên. Dạ, lời đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào tới anh Hướng Đạt và chị Cát Tường. Em tên Hằng, em là chị gái của bé Nga. À bé Nga. Chị ruột luôn. Dạ chị ruột luôn. Trời ơi. Bữa nay toàn anh chị em ruột không vậy ta.
Thì em thấy hai bạn nam ở đây thì ai cũng công việc ổn định hết, tính tình lẫn ngoại hình thì đều ok hết. Nếu mà em chỉ yêu xa thì cái đó thì em cứ chọn. Thì hai bạn này tính chất công việc cũng thấy là khá bận á. Được cái là cùng quê Bình Định thì cũng tốt quá. Dạ. Gần gũi. Thôi nói chung chị nói vậy thì cũng có tín hiệu mừng rồi. Rồi bây giờ đến họ nhà trai nè. Dạ em xin chào anh Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường ạ. Chào em. Dạ em là em họ của anh Nguyễn Minh Kha ạ. Em thấy là chị Nga thích hợp với anh em hơn. Em thấy chị vui vẻ dễ thương ạ. À hay là tại cũng thấy cùng quê. Dạ. Cùng quê. Dạ một phần cũng là như vậy. Rồi ok cảm ơn em nha. Cảm ơn rồi, chị. Rồi còn bạn trai. Dạ em chào anh Hứa Minh Đạt với lại chị Cát Tường ạ. Rồi hôm nay mình đi với Vũ đúng không? Dạ. Mình là bạn sao với Vũ? Dạ em là trợ lý của anh Vũ. Ồ trợ lý của anh Vũ. Em là rapper, ảnh hát thì em rap. Ôi. Ồ ngon gáp lành hả? Dạ. Wow. Thấy cô nào hợp với anh Vũ của nhà mình hơn? Em thấy hai cô không cô nào hợp. Sao vậy? Dạ? Trời ơi. Tại vì cái tính anh Vũ á hiền, nhưng mà lúc nào mà anh Vũ mà nóng lên á là anh Vũ làm banh chành hết á. Mà cái chị đầu tiên đó là quen được 5 tháng là không có quen được, khó. Còn cái chị thứ hai thì hơi nhỏ con, rồi hơi chậu, hơi sụ nhi một chút nữa. Hơi trẻ trâu. Trời ơi trời. Em đừng có bàn ra như vậy, em phải bàn vô chứ. Em có tình ý gì với anh Vũ không? Trời ơi. Em có tình ý gì với anh Vũ không? Tại sao em lại bàn ra? Không có, nhưng mà thực sự là như vậy. Nhưng mà nếu mà tính mà hai người này thì em thấy cái chị ngồi ghế đỏ có thể phù hợp được khoảng 50%. Nếu mà chị đó ghè được cái tính là chịu đựng là chị đó sẽ hợp. Tại vì chị đó cũng xinh đẹp. Mà thiệt tình là em là với anh Vũ là coi anh Vũ như là một người anh đúng không? Dạ em có người yêu rồi. Em có người yêu rồi. Nói chung là trước đây cũng em cũng đã có mối tình mà cũng chia tay vì cái sự hiểu lầm của em với lại Duy. Vậy mà còn ra dắt đi theo chi nữa. Rút kinh nghiệm nha. Hôm nay nhớ rút kinh nghiệm, chị mốt yêu đương hẹn hò đi bạn gái bớt dẫn bạn này theo nha. Dạ. Yeah. Thường thường là em đi em rút kinh nghiệm, em không bao giờ vẫn đi theo nữa. Bye bye. Em né. Bye bye Cường. Bye bye. Ok, phá người ta không mà trời ơi thiệt tình luôn. Hai cô gái người ta xinh đẹp vậy, ông ngồi dưới ông phán ngon ngon lành hết sức vậy đó. Duyên dáng hết sức. Nó khổ luôn hay sao? Thôi giờ còn chờ gì nữa nè chị ơi. Mở cửa trái tim. Đó, quá trời luôn. Hoa trên Đà Lạt chăng? Này từ Đà Lạt đem xuống hả Cưng? Dạ, từ Đà Lạt. Thiệt luôn á hả? Dạ. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ. Trời ơi. Từ Đà Lạt thiệt luôn. Cái hoa này là cánh hoa hình trái tim thì nó tượng trưng cho như là trái tim anh gửi gắm vào đây. Tặng cánh hoa. Chúc em luôn xinh tươi như bông hoa này. Có một cái món quà. Có cái quà riêng. Có cái quà riêng nha. Dạ rồi. Em cũng có một cái phần quà nhỏ là tặng cho hai MC là chị Tưởng với anh Đạt. Chị nữa hả? Cũng có dạ. À cái này gọi là sáng đá đúng dạ, không? Dạ sáng đá này là tự em trồng với lại em cấy ghép luôn. Rồi ok cảm ơn em. Dạ. Có tặng cho bạn chơi không ta? Hay kiếm mối liền luôn á. Em mở quà luôn đi cho mọi người biết cái gì chứ. Dạ cây son dưỡng. Cây son dưỡng. Dạ. Hai cây son dưỡng luôn. Thế em tặng son có ý nghĩa son dưỡng là do mùa này có thể là mùa dịch, bạn có thể đeo khẩu trang nhiều thì môi có thể bị ảnh hưởng, thì mình sẵn lúc mình đeo khẩu trang đó mình dưỡng môi luôn, mình son. Cũng có ý lắm ha. Chu đáo quá trời. Rồi bây giờ chị hỏi nè, khi mà mở cửa trái tim này ra thì đầu tiên là cảm xúc của các bạn như thế nào? Rồi anh lớn nói trước nè, anh lớn nhất ở đây nè. Cảm nhận như thế nào về hai cô gái của tôi? Dạ hai bạn gái ai cũng dễ thương, ai cũng cảm giác hòa đồng, thân thiện, vui vẻ. Hòa đồng vui vẻ đúng không ạ? Mấy cổ cười chứ, mấy cổ cười các bạn. Mấy cổ đang quê cái anh ngồi dưới á, rồi mấy cổ liếc. Em cũng ngại luôn, em nghe đây nói thì như bây giờ em nhìn hai bạn em cảm thấy ngại sao lắm. Em không dám nhìn thẳng luôn. Rồi sao Nhi, giờ tới Phi Nhi nè. Dạ hai anh dễ thương ạ. Nhìn dễ thương ngoại hình sáng ạ.
À, mà sao chị thấy em nhìn giống như em liếc em muốn liếc ở dưới phải không? Em đâu có liếc trên này phải không? Em chỉ liếc chị lo quá à. Đó, em cười tươi vậy xinh chết à. Được phải không em? Dạ, dù nãy du Di coi như bỏ qua mình chưa nghe nha cưng nha. Nhưng mà em lỡ nghe rồi chị. Nhưng mà em lỡ nghe rồi. Lỡ nghe rồi ha. Không, đó lời bạn người ngoài với là trong cuộc thôi nè. Trong cuộc mới là người quyết định. Ngại hết sức luôn vậy đó. Rồi còn cưng, mấy Nga thì sao? Dạ em thấy hai bạn nam thì rất là đẹp trai. Rất là đẹp trai. Đẹp trai. Dạ. Rồi thầy giáo nè, nói nghiêm túc nè, thầy giáo là người chững chạc nè. Cảm nhận đầu tiên của thầy giáo về hai bạn nữ như thế nào? Dạ, cảm nhận đầu tiên của em là hai bạn nữ rất là xinh. Rất là xinh. Rất là dễ thương. Rồi, thôi bây giờ thì chúng ta bắt đầu trò chuyện với nhau một xíu để cho có thể hiểu rõ được nhau nhiều hơn nha. Em hỏi giống như là hai bạn có ngại khi mà quen một người lớn tuổi lắm không? Dạ không ạ. À, có lẽ là mọi người nhận xét em là mọi người nói em là hơi bị tăng động. Nên nhiều khi nhiều người mà thích mẫu người chững chạc là không ai lại chọn em hết. Nhưng mà em lại nghĩ là em lại có cái sự đàn ông riêng của em. Đàn ông riêng của em. Riêng là riêng của em. Đối với những người tiếp xúc em đều nói em có những cái đặc biệt mà không phải người đàn ông nào cũng có. Yeah, cái của em là ta. Như là anh trợ lý phải không? Trời ơi. Nãy giờ em cũng nghi lắm á. Đó. Thiệt. Ví dụ em hỏi nha. Rồi. Ví dụ như là bạn của anh không thích anh quen người đó thì sao? Nhưng mà anh là người thích thì sao? Chà, căng không quan trọng gì hết. Quan trọng là anh thôi em. Dẹp qua bên đi em. Hứa lần sau đi chơi bạn gái hẹn hò là tình yêu rồi là dẹp qua cất vô tủ cho chị nha. Cái tủ đóng hơi bự á. Cất vô tủ cho chị nha. Vậy là em biết lý do tại sao gần đây em quen ai cũng không được rồi. Thế nào là cũng có lý do để chọc chọc. Nhiều khi đi ngang chị nói anh thấy cái bộ em không. Em chắc không quen với anh được lâu đâu. Dám có lắm à. Nghi lắm. Nghi lắm. Sao ta? Ví dụ như em không thích người đó thì sao? Em không thích người đó thì có lẽ là trong khi có em thì không có người đó. Có anh, có em là không có người đó. Được rồi, nhấn nữa như sát muối cho lòng người ta vậy, được rồi. Rồi, con hỏi thầy hỏi đi thầy. À, anh hỏi bạn nữ cái xanh. Anh với em nếu có cơ hội đến với nhau thì đang nói chuyện, anh làm ở ủy ban mà. Thì đôi khi đang dịch giả đang còn này. Thì đang nói chuyện với em, đang call hay đang gì đó mà ở trên gọi đi. Thì anh phải tắt ngang vậy, thì em có kiểu suy nghĩ này nọ, thì suy nghĩ lung tung không? Dạ, dạ không. Lúc trước nếu như mà từ hồi xưa còn đi học thì có thể là sẽ giận dỗi, nhưng mà bây giờ lớn thì em cũng đã đi làm rồi, công việc của em cũng bận rộn. Ví dụ như trong giờ làm việc thì em cũng không có sử dụng điện thoại được nhiều á. Là anh có thích kiểu như mà đi chơi, đi du lịch đó anh? Là kiểu đi phượt á. Dạ. Anh rất thích đi phượt. Nếu mà em với anh có cơ hội để kết nối với nhau thì anh sẵn sàng cho em gọi đi phượt mọi cung đường. Rồi, bây giờ chị thấy trên bàn của hai bạn nữ là đều có cái gì đó, có quà kìa. Mình có tặng quà gì cho nhau không nè? Dạ. Có tặng không? Rồi, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn. Wow, ai cũng có quà luôn. Bé Nga cái gì là... đọc lớn lên chị nghe coi. Dạ, sách tu tâm cho tốt thì đời thông dong. Tu tâm cho tốt. Món quà giống nhau, khác màu thì đó. Hộp đỏ, hộp xanh đó, ai biết đâu mà mở ra coi nè. À, chắc cái ly uống trà hay à, gì á. Ly nước. À, cái ly nước. Cũng I love you. Rồi bên đây có I love you không? Bên đây có gì? I love you. Sao I love you nhiều quá vậy cưng? À, không, khăn màu là thích rồi. À, rồi thôi bây giờ là để cho hai bạn một chút xíu cái gọi là cảm xúc để chúng ta, thời gian chúng ta không có nhiều. Anh lớn nè, vô bước lên, đứng lên nè. Rồi qua muốn nói gì đó hai bạn, mượn xin nắm cái tay chút, một phút thôi. Nói với mọi người một câu thôi. Chiều cao lý tưởng nha. Em tìm hiểu một người bạn trai mà em cảm thấy hợp ý thì em có thể là tiến tới hôn nhân sớm hơn được không? Dạ được ạ. À. Dạ được ạ. Trời, không có gì lẹ vậy. Dạ, anh muốn kết hôn bao nhiêu lâu ạ? Quen khoảng chừng bao nhiêu lâu anh kết hôn? Anh muốn tầm một năm. Dạ. Bây giờ anh dành một khá nhiều thời gian để cho năm nay, để anh có một cuộc bứt phá, để anh có một cuộc sống ổn định hơn để có thể lập gia đình. Dạ. Ủa hết giờ nắm tay rồi, đứng nắm rồi nói hoài luôn vậy. Rồi có nắm tay bạn. Rồi. Nắm tay em gái. Từ đó giờ em chắc em chưa bao giờ em quen một người lớn tuổi như anh đúng không? Dạ chưa anh.
mặc dù là có thể là anh lớn tuổi nhưng mà tâm hồn của anh thì rất là trẻ thơ. Anh muốn nắm tay em để cho em cảm nhận được sự ấm áp nơi anh. Và cho em biết rằng là nếu anh quen một ai đó thì anh sẽ là một người đàn ông sâu sắc. Anh sẽ là một người đàn ông sâu sắc. Hết giờ nắm tay rồi anh. Rồi về đi. Đi anh. Thầy giáo. Thầy giáo. Tới mình chứng tỏ. Cơ hội tới rồi. Nắm cờ mà phất thôi. Tiến thẳng qua ghế xanh liền. Ủa, không dừng chờ. Thì đầu tiên là anh biết em thấy em cùng quê với lại cùng sở thích với anh là anh rất là vui rồi. Thì mình gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên. Thì anh cũng hy vọng là mình có thể kết nối được với nhau và có thể đi được lâu dài. Đôi khi em có giận dỗi gì đó thì anh sẵn sàng xuống nước làm hòa trước, mặc dù lúc đó mình có đúng hay sai. Em giận anh có từ Đà Lạt chạy về Sài Gòn được mà. Nếu mà anh sắp xếp được công việc, tháng có thể xuống thăm em một lần hoặc là hai lần. Dạ. Nếu được thì em có sẵn sàng gọi là có ngại lên Đà Lạt làm việc hay không? Cả thuận lợi cho cả hai thì em sẵn sàng đi. Mà em quê Bình Định ở hiện nay. Em ở Vĩnh Thạnh. Bác anh cũng ở Vĩnh Thạnh. Xuống thăm bác rồi sẵn rồi thăm luôn máy luôn hả? Thăm em trước thăm bác sao? À trời, thăm em trước thăm bác sao? Rất thẳng thắn. Rồi, em có nắm tay bạn nữ không? Dạ. Rồi. Thì anh cũng hy vọng là xong mình cũng có thể ví dụ mình không định chọn nhau thì cũng có thể làm bạn. Dạ. Và nếu có dịp thì em lên Đà Lạt thì anh sẵn sàng mời em đi cà phê hoặc là dẫn em đi chơi đâu đó. Dạ em cảm ơn. Thầy giáo dễ thương quá. Thầy giáo ơi. Bây giờ chị Tường sẽ nhắc nhở lại các bạn. Ở cái ghế ngồi của các bạn đó là bên hông nó sẽ có hai cái nút bấm. Nhìn kỹ đi. Hẹn hò với cái người ngồi ở ghế nào thì em bấm cái nút màu đó, đừng bấm lộn nha. Nhắm mắt lại để nghe tiếng nói của con tim. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Và bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 Anh có thích kiểu như mà đi chơi, đi du lịch đó anh? Là kiểu đi phượt ấy. Dạ. Nếu mà em với anh có cơ hội kết nối với nhau thì anh sẵn sàng cho em mọi người đi phượt mọi cung đường. 4 Ví dụ như là bạn của anh không thích anh quen người đó thì sao? Nhưng mà anh là người thích thì sao? Chà, căng căng. Không quan trọng gì hết. Quan trọng là anh thôi em. 3 2 1 Bấm. Thời gian đã có kết quả. Và hiện tại thì chúng tôi thấy có kết quả là có một cặp ghế màu xanh đã cùng sáng đèn. Trước tiên là chúng ta chúc mừng có một cặp đôi đã thành công trong ngày hôm nay. Yeah. Rồi bây giờ qua tới cái cặp này. Anh tôi hỏi anh, sao anh không bấm nút ai hết vậy? Anh thả hết mà anh không bấm nút ai vậy? Anh đi anh rắc thính. Anh đi anh nhắn nhủ quá trời luôn. Và cái gu của anh đó là chết em luôn anh. Thật sự là em cũng có cảm tình. Trong hai bạn em cũng có cảm tình. Nhưng mà em nghĩ là có lẽ là bây giờ làm bạn trước. Còn mấy Nhi thì sao? Hôm nay Nhi cảm thấy như thế nào? Dạ em cảm thấy vui ạ. Vui rồi dạ. Em cảm thấy cái anh này anh không bấm nút rồi. Em có cảm thấy gì không? Dạ không ạ. Tại sao em lại bấm nút chọn ảnh? Dạ em thấy ảnh luôn có vẻ vô tính, hòa đồng, hài hước. Em cũng muốn cho bản thân mình một cơ hội. Thôi không sao cả, hôm nay có thể cơ hội nó chưa tới. Nhưng mà biết đâu sau chương trình này sẽ có rất là nhiều cơ hội sẽ đến với em. Em gái thì sao? Mình cảm xúc của em hôm nay như thế nào?
Dạ, nói chung tới chương trình thì em cũng hồi hộp và cũng mong là tìm được một người có thể là tìm hiểu lâu dài chị. Nhưng mà thật sự là chị thấy thầy giáo rất là nghiêm túc, rất là đàng hoàng. Và thấy rõ ràng từ lúc mở cửa trái tim cho đến lúc cuối cùng là đều là focus cho một mình em hết. Thấy không, quà cũng tặng riêng cho em. Đến bắt tay nói chuyện cũng rất là đàng hoàng, lịch sự. Và chị hy vọng rằng là hôm nay là có một cái gì đó nó có tình yêu đẹp. Cảm ơn các bạn. Rồi, mời các bạn đứng lên. Thành đôi, thành đôi nè, đó. Ủa bây giờ đây là son độc quyền của em. Trời ơi, anh đem con cái. Tại em quên, em mang có một cây thôi nên anh ngại. Dạ, cảm ơn anh. Nhưng mà rồi qua đây chứ không được đứng bên đó đâu. À, kính thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có được một cặp đôi như quý vị cũng đã thấy rồi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm tay nhau đi. Thầy giáo phải không? Thầy giáo cũng biết hôn mà đúng không? Mình hôn tặng bạn gái một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta gặp gỡ nhau trên sân khấu. Bạn trên sân khấu ghép đôi thần tốc. Ghép đôi thần tốc. Thưa chị, cho anh hôn bạn thì em cũng hứa chị là em sẽ hứa là sẽ yêu thương bé và luôn nhường nhịn đi. Rồi, luôn nhường nhịn. Dễ thương quá, thầy dễ thương quá. Nghiêm túc thiệt tình. Cố lên. Thì xin phép em. Trời ơi, dễ thương gì đâu luôn đó, thấy không quý vị? Không có gì là chúng ta ngần ngại hết. Nếu thực sự chúng ta đã thích, cơ hội đến chúng ta phải nắm bắt và phải hết lòng. Cái gì hết lòng sẽ đón nhận lại được những kết quả tốt đẹp. Chị cũng sẽ chúc cho hai em thứ nhất là thành công trong cái công việc của mình nè, được nhiều sức khỏe nè, phát triển cái tương lai sự nghiệp và sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình nha. Rồi, và bây giờ thì xin tặng cho mỗi bạn một phần sản phẩm nước cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Ngày hôm nay những cặp đôi bấm nút thành công thì chương trình sẽ dành tặng cho hai bạn là một phần quà nhỏ, là một gói premium của ứng dụng hẹn hò Speak Couple với tính năng là nâng niu tình yêu, giúp cho cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Đối với cặp đôi thất bại đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn một phần quà, đó là gói premium của ứng dụng mang tên Speak Couple. Một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, nghiêm túc, thân thiện, giúp cho các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Và trong ứng dụng này các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối rất là duyên dáng nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Các bạn hãy đón chờ ứng dụng an toàn, văn minh, thân thiện này để tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Và kính thưa quý vị, đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy cập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình ghép đôi thần tốc sẽ được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba trên YouTube MCV Media. Và bây giờ thì Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau nha. Bye bye.